Phương Nhung xin chào quý cha mẹ và tất cả con học sinh thân mến. Vậy là bố mẹ đã đồng hành cùng với các con trong một khoảng thời gian rất dài học tập online. Nhiều khó khăn, nhiều lo lắng, hẳn bố mẹ sẽ là những người vui nhất khi các con sẽ được quay trở lại trường. Việc trở lại lớp học sẽ là niềm vui rất lớn với hầu hết các con học sinh. Tuy vậy, vẫn có những bạn học sinh chưa thực sự sẵn sàng sẽ gặp phải những vấn đề tâm lý nho nhỏ. Và trong video ngày hôm nay, cô Phương Nhung sẽ cùng bố mẹ điểm lại một số những khó khăn có thể con em mình sẽ gặp phải và đưa ra một số giải pháp để bố mẹ và thầy cô sẽ có thể trở thành những người đồng hành tuyệt vời nhất với con trong ngày trở lại trường. Khó khăn đầu tiên đó là tâm lý thời gian biểu. Các con học online có một khoảng thời gian rất linh động để chúng ta có thể vừa học, vừa chơi, vừa ăn uống. Các con có thể bắt đầu ngày mới từ 8 giờ và kết thúc vào lúc 3 giờ 45 phút. Giữa mỗi tiết, các con có khoảng thời gian 15 phút để có thể nghỉ ngơi. Và với học trò thì đó là một khoảng thời gian vô cùng lý tưởng để các con có thể làm những việc riêng của bản thân mình. Nhưng quay trở lại trường thì sao? Có những bạn học sinh sẽ phải dậy từ 5 giờ 30 và lên xe đến trường từ lúc 6 giờ. Kết thúc ngày học có thể vào 7 giờ 30 phút. Mỗi tiết học các con chỉ có 5 phút để nghỉ ngơi thôi. Bởi vậy là cái áp lực thời gian cũng là một vấn đề rất lớn để các bạn có thể có những tâm lý như là mệt mỏi này, ngại đến trường này. Và làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết những khó khăn đó? Và ngay ngày hôm nay, bố mẹ hãy cùng các con lập một thời gian biểu mới cho mình. Hãy gọi các con dậy sớm hơn mỗi ngày một chút thôi để làm sao tiệm cận tới thời gian các con quay trở lại trường. Hãy nhắc các con ăn sáng đúng giờ, thể dục thể thao sau mỗi tiết học. Và quan trọng hơn nữa đó là buổi tối hãy tạo cho các con một nhịp độ sinh hoạt giống như khi các con quay trở lại trường. Trở ngại thứ hai về mặt tâm lý đó chính là tâm lý bệnh hơi. Thường tâm lý bệnh hơi sẽ xuất hiện nhiều ở các bạn học sinh tiểu học, đặc biệt là khối lớp 1. Vì sao như vậy? Bởi vì các con đã quen được sự chăm bẵm, yêu thương và gần gũi từ bố mẹ và ông bà. Những tâm lý đó thì rất dễ hiểu và rất dễ cảm thông với các con tiểu học bởi các con chưa từng gặp thầy cô, bạn bè cũng như chưa từng bước sang một môi trường mới. Vậy thì làm thế nào để bố mẹ có thể hỗ trợ các con trong những giai đoạn khó khăn này? Vậy ngay từ hôm nay, bố mẹ hãy giúp các con bắt đầu tự lập với thời gian biểu của riêng mình. Dạy con tự lập, tự học, tự ăn, tự chơi và lập cho con một kế hoạch sẽ làm theo mỗi ngày một chút. Hãy thường xuyên nói chuyện và tâm sự với con về trường lớp, về thầy cô và bạn bè. Đó sẽ là cách để các con cảm thấy trường học thân thương hơn với mình. Và bố mẹ hãy trao đổi ngay với giáo viên chủ nhiệm để cô tăng tương tác với con trong mỗi tiết học. Đó là điều cần thiết để con cảm thấy giáo viên chủ nhiệm là một người thân thương, dễ gần và đó cũng là điều kiện để giúp con cảm thấy trường học gần gũi và thân thiết với mình hơn. Khó khăn thứ ba các con có thể gặp phải đó chính là tâm lý vỏ bọc. Tâm lý vỏ bọc thì thường gặp ở những bạn có biểu hiện như là rất là ngại giao tiếp, rất là trốn tránh chỗ đông người và đặc biệt là các con rất là sợ học, sợ việc học, sợ giao tiếp với thầy cô và bạn bè. Vậy làm như thế nào để chúng ta có thể giúp đỡ và hỗ trợ những bạn học sinh có tâm lý vỏ bọc như vậy? Việc đầu tiên bố mẹ nên tránh đó là không thúc ép, không quá tạo áp lực cho các con. Bởi vì càng tạo áp lực, các con càng sợ và càng thu mình. Và bố mẹ hãy quan sát và chia sẻ những vấn đề tâm lý con em mình gặp phải với giáo viên chủ nhiệm để được tư vấn và hỗ trợ cần thiết. Và một trở ngại nữa cũng có thể coi là những khó khăn tâm lý của các bạn, đó chính là tâm lý bất an khi quay trở lại trường. Dịch bệnh Covid có thể bùng phát bất cứ lúc nào và các con có thể là những người gặp nguy hiểm khi quay trở lại chốn tập thể, chốn đông người. Vậy làm như thế nào để chúng ta có thể giúp các con cảm thấy an toàn khi quay trở lại trường? Thì bố mẹ ơi, chúng mình hãy cùng hướng dẫn các con. Việc đầu tiên đó là hãy tập sống chung với dịch Covid-19 bằng cách bảo vệ mình bằng việc thực hiện đủ các quy tắc 5K của Bộ Y tế. Và bố mẹ hãy giúp các con có sự tin tưởng tuyệt đối và sự chuẩn bị chu đáo cẩn trọng của phía nhà trường khi đón các con quay trở lại lớp học. Mỗi người sẽ cần ít nhất 21 ngày để hình thành một thói quen mới. Nhưng cô Phương Nhung tin tưởng rằng với sự chủ động sáng tạo của các con Greenfield thì chúng ta sẽ nhanh chóng để hòa nhập với việc học tập mới sau những chuỗi ngày nghỉ online thật là dài đúng không nào? Và trường Greenfield của chúng ta đã sẵn sàng để đón các con quay trở lại trường rồi đấy. Các bạn ơi, chúng ta hãy cùng tự tin và sẵn sàng nhé! Cô Phương Nhung xin chào tất cả quý cha mẹ và các học sinh!